Việt Nam giấu kỳ bài, Nhật Bản quá mạnh. Các đội bóng ở bảng D vòng chung kết ASEAN Cup đã hoàn tất quá trình chạy đà với những trận giao hữu cuối cùng. Qua đó, tuyển Việt Nam thua Kyrgyzstan 1-2 trong lúc Nhật Bản đại thắng Jordan 6-1. Đội tuyển Iraq đã sớm chọn đội hình sau trận đá tập duy nhất thua Hàn Quốc 0-1, còn tuyển Indonesia chơi giao hữu toàn thua 3 trận, chỉ có mỗi Nhật Bản có 2 cơn mưa gôn. Nhật Bản muốn thắng đậm tuyển Việt Nam ở trận giao quân. Sau trận thắng lớn Thái Lan năm một ngày đầu năm mới 2024, đội tuyển Nhật Bản đêm 9 tháng 1 tiếp tục dội mưa gôn 6-1 vào lưới Jordan. Đây vẫn là quá trình thử nghiệm của huấn luyện viên Hajime Moriyasu cho cuộc chơi lớn ở ASEAN Cup, đến mỗi hiệp ông sử dụng một đội hình khác nhau. Tuy nhiên, sức mạnh vượt trội của Nhật Bản đã làm khiếp hai các đối thủ, dù ông Moriyasu không cho ra sân 4 ngôi sao Tomiyasu, Arsenal, Mitoma Brighton và Kubo Real Sociedad, Endo, Liverpool trong trận gặp Jordan tại Qatar. Đây cũng là chiến thắng thứ 10 liên tiếp, là kỷ lục của đội tuyển Nhật Bản với thông số kinh khủng khi ghi 45 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 5 bàn. Huấn luyện viên Moriyasu đặt mục tiêu duy nhất giúp học trò vô địch ASEAN cấp kỳ này cũng là lần đăng quang thứ 5 kỷ lục. Rất cẩn trọng, ông thầy người Nhật Bản cho biết ông đã hoàn thành việc kiểm tra các cầu thủ về phương án tấn công lẫn phòng thủ tổng lực và nhận định ở bảng D. Không có đội nào yếu ở ASEAN Cup. Chúng tôi sẽ tìm cách thắng đậm trận ra quân gặp Việt Nam. Việt Nam làm bàn đạp cho hành trình chinh phục ngôi vô địch. Trong khi đó, cựu huấn luyện viên đội tuyển Nhật Bản, ông Chao Sier dẫn dắt đội tuyển Việt Nam cũng vừa có trận giao hữu duy nhất trước đối thủ Kyrgyzstan bị đánh giá thấp hơn tuyển Việt Nam trên lý thuyết ở bảng xếp hạng FIFA 98 so với 94. Nhưng thực tế, đội bản lại có chiến thắng trước khi ghi 2 bàn thắng ở 2 hiệp và để chứng tiến, anh của Việt Nam có một bàn gỡ. Do đây là trận đá tập kỷ nên huấn luyện viên Chao Sier không để thông tin lọt ra ngoài quá nhiều. Chỉ biết rằng ông thầy người Pháp đã tung ra 29 cầu thủ, chỉ có mỗi Duy Mạnh ngồi ngoài do còn bị ảnh hưởng chấn thương. Giới chuyên môn thì cho rằng ông Chao Sier không dạy gì tung ra những con bài chiến thuật, bởi dù đá kín nhưng chắc chắn các đối thủ cũng có nhiều cách để tìm hiểu. Và khi nhìn vào lực lượng cùng quá trình chuẩn bị lẫn kết quả đá giao hữu giữa hai đội, Nhật Bản nếu chơi không nhân nhượng thì thầy trò huấn luyện viên Chao Sier sẽ gặp thách thức không nhỏ ở trận ra quân ngày 15 tháng 1. Tuy vậy, cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam không quá hẹp vì hai đối thủ sau là Indonesia và Iraq không khó chơi như Nhật Bản. Indonesia bị quan trọng khi Iraq cũng muốn vô địch. Trong trận giao hữu thứ 3, đội tuyển Indonesia tiếp tục bị Iran vùi dập 5 bàn không gỡ. Trước đó, thầy trò huấn luyện viên Sinteyong thua cùng một đối thủ Libya 0-4 và 1-2. Như vậy, ở 5 trận gần nhất trước thềm ASEAN Cup, đội tuyển Indonesia chưa biết mùi chiến thắng khi hai trận vòng loại thứ 2 World Cup 2026 hồi tháng 11 năm 2023 đã thua Iraq 1-5 và hòa Philippines 1-1. Giới chuyên môn cho rằng ông Chao Sier không giải gì tung ra những con bài chiến thuật, bởi dù đá kín nhưng chắc chắn các đối thủ cũng có nhiều cách để tìm hiểu. Dù Indonesia bị đánh giá yếu nhất bảng D nhưng huấn luyện viên Sinteyong người Hàn Quốc vẫn nói cứng. Chúng tôi có đội hình trẻ nhất ASEAN Cup với độ tuổi bình quân 24,33 nhưng tôi chắc chắn rằng bóng đá Indonesia sẽ phát triển nếu các cầu thủ chơi xuất sắc ở ASEAN Cup này. Ngược lại, giới hâm mộ bóng đá Indonesia rất bi quan cho hiện trạng đội nhà và không nhiều người tin thầy trò ông Shin có thể gây bất ngờ tại bảng D. Họ nhầm tính Indonesia ít nhất phải có một trận thắng và mục tiêu của họ chính là đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, với quá khứ gần thì Indonesia luôn là bại tướng của Việt Nam và mới đây. Có được một chiến thắng nhưng là ở cấp độ U22 với trận bán kết SEA Games 32 mà sau đó Indonesia thắng Thái Lan ở chung kết và lên ngôi vô địch. Tại bảng D, sau ứng cử viên Nhật Bản nặng ký nhất, được xem là không khó giành vé đầu tiên của bảng thì đội tuyển Iraq được đánh giá mạnh nhì bảng. Cần nhớ, hai trận ra quân vòng loại thứ hai Cúp Thế giới 2026 hồi tháng 11 năm 2023. Tuyển Iraq trên sân nhà đại thắng Indonesia 5-1 và trên sân Mỹ Đình thắng Việt Nam 1-0. Huấn luyện viên Jesus Casas cho biết Iraq sẽ chơi hết mình trong mọi trận đấu ở ASEAN Cup sắp tới để hướng đến cái đích cao hơn. Chức vô địch ASEAN Cup không phải là mục tiêu duy nhất của chúng tôi. Đây là tiền đề cho các cầu thủ Iraq thể hiện tốt hơn ở vòng loại World Cup 2026. Vì vậy, giải đấu này mang đến cho chúng tôi cơ hội để tiến bộ. Đội tuyển Iraq đã thua không một chiếc đối thủ lớn Hàn Quốc trong trận đấu thử nghiệm trước thềm ASEAN Cup 2023. Tuy nhiên, ông thầy người Tây Ban Nha cho biết kết quả này không quan trọng và các cầu thủ Iraq sẽ gấp rút hoàn thiện cho cuộc chơi lớn chính thức châu Á sắp khởi tranh. Khác biệt bóng đá Việt Nam và Nhật Bản. Có bao giờ ta tự hỏi vì sao cầu thủ Nhật Bản hay Thái Lan cứ xuất ngoại là thành công trong khi phần lớn cầu thủ Việt Nam đều thất bại? Trong 24 đội tuyển góp mặt tại ASEAN Cup Qatar vào giữa tháng này, chỉ 5 đội không có cầu thủ xuất ngoại là chủ nhà Qatar, UAE, Saudi Arabia, Ấn Độ và Việt Nam. Bởi ba nước Tây Á đều có đặc thù riêng, Ấn Độ và Việt Nam thực tế là hai đội tuyển hiếm hoi không có cầu thủ xuất ngoại trong đội hình. Đây là thiếu sót lớn với nền bóng đá đã hai lần vào tới top 8 châu lục và góp mặt ở vòng loại 3 World Cup gần nhất. Đối đầu Việt Nam, Nhật Bản ngày 14 tháng 1 tới, vì thế sẽ là một trận cầu kỳ lại bởi ngược lại với Việt Nam. Đội hình tuyển Nhật có 21,
trên 26 cái tên đang chơi ở nước ngoài. Chiến lược bài bản và khoa học trong hoạt động xuất khẩu cầu thủ của bóng đá Nhật là điều Việt Nam cần phải học hỏi rất nhiều. Bài học Nhật Bản, chẳng phải Premier League của Kuro Mitoma hay Liga với Takefusa Kubo, bước đầu trong chiến lược xuất ngoại của bóng đá Nhật không bao giờ là các giải vô địch thuộc top 5 châu Âu. Người Nhật hiểu rằng sẽ rất mạo hiểm nếu ngay lập tức gia nhập những giải đấu hàng đầu. Thay vì thế, họ chọn các giải đấu tầm trung cho cầu thủ của mình có thời gian làm quen với môi trường, văn hóa Tây Âu. Các ngôi sao hiện tại của tuyển Nhật hầu hết đi theo con đường đó. Takehiro Tomiyasu cùng Wataru Endo đều chọn Shinchūden, đội cũ của Công Phượng, trước khi gia nhập các câu lạc bộ ngoại hạng Anh và Bundesliga. Junya Ito chơi 4 mùa ở Bỉ rồi mới chuyển tới Reims League 1. Ritsuzoan cũng có 4 năm tại Hà Lan trước khi gia nhập Bundesliga. Takumi Minamino kiên trì hơn cả với bàn đạp là 6 mùa dài ở Áo trước khi chuyển tới Liverpool hùng mạnh. Họ đều là những cầu thủ đầy tài năng nhưng không hề vội vã. Phần thưởng cho chiến lược đúng đắn và sự kiên trì của họ là phần lớn đều thành công ngay lập tức khi gia nhập các nền bóng đá lớn. Chiều ngược lại, những cái tên đi ngược con đường ấy đều đối diện nguy cơ thất bại. Takefusa Kubo là một ví dụ. Chuyển tới Real năm 19 tuổi, siêu sao tương lai của tuyển Nhật chật vật suốt mấy mùa trước khi tìm thấy ánh hào quang ở Real Sociedad. Điểm chung trong chiến lược của bóng đá Nhật là đề cao vai trò của các trạm trung gian, những giải vô địch quốc gia ngoài top 5 như Áo, Hà Lan và đặc biệt là Bỉ. So với G1 League, hạng 20 thế giới, các giải đấu này có thứ hạng vừa phải, Hà Lan hạng 6, Bỉ hạng 13, Áo hạng 14, thích hợp để làm bước đệm cho sự học hỏi của cầu thủ Nhật. Tấm gương Nhật Bản là điều đã được nhiều nền bóng đá lớn học hỏi, trong đó có người hàng xóm Thái Lan. Năm đến 7 năm trở lại đây, chiến lược xuất ngoại của bóng đá Thái đã luôn hướng trọng tâm về Nhật Bản. Tương tự Nhật Bản, người Thái nhìn thấy ở G1 League một điểm đến phù hợp cả về trình độ lẫn văn hóa bóng đá và đã kiên định đi theo con đường đó. Thành quả là loạt thương vụ thành công, gây được tiếng vang như Chana Tipsong Krasim, Subachok, Sarachat ở Konsadon Sapporo, Terazin Zangza, Ekanit, Tania và nổi bật hơn cả là Thirathong Bunmathan, nhà vô địch G1 League 2019. Cầu thủ Việt Nam xuất ngoại thế nào? So với hai cường quốc bóng đá trên, Việt Nam cũng có những đặc điểm tương đồng. Cầu thủ Việt có lẽ không thua kém nhiều các ngôi sao Thái Lan về phẩm chất sân cỏ. Họ lẽ ra có thể thành công hơn nếu bóng đá Việt Nam cũng có một chiến lược xuất ngoại bài bản và khoa học. Đáng tiếc, các chuyến xuất ngoại của bóng đá Việt Nam khoảng 10 năm trở lại đây đều diễn ra theo kiểu tự phát, mạnh ai nấy làm, không có định hướng lãnh đạo từ trên, không có chiến lược cụ thể, không xác định được điểm đến tiềm năng. Cầu thủ Việt hầu hết không được chuẩn bị cho cuộc sống mới, không có hành trang cho những va chạm ngôn ngữ, văn hóa, thậm chí không ước lượng được chính xác trình độ bóng đá của điểm đến. Điểm xuất ngoại đầu tiên của Lương Xuân Trường, một cầu thủ kỹ thuật, yếu thể lực, là giải đấu cơ bắp K-League 1. Đoàn Văn Hậu chọn ngay giải Hà Lan vốn đứng hạng 6 thế giới, trong khi Quang Hải không kém cạnh với một lít hai có đẳng cấp bóng đá rất cao. Ngược lại với sự khiêm nhường của người Nhật, cầu thủ Việt Nam luôn nhắm tới các giải đấu lớn, các nền bóng đá phát triển cao. Lựa chọn ấy đẩy họ vào cuộc cạnh tranh khốc liệt trong khi bản thân chưa có sự chuẩn bị đủ tốt. Nên không hề ngạc nhiên khi cầu thủ Việt Nam xuất ngoại thành công nhất là người chọn Thái Lan, Đặng Văn Lâm ở Muang Thong. Giống hệt cách người Nhật chọn Áo, Bỉ, bóng đá Việt Nam có thể coi Thái Lan là điểm bắt đầu tương tự. Thực tế cũng chứng minh Thái League 1 là giải đấu vừa tầm cầu thủ Việt, đồng thời vẫn sở hữu chất lượng cao hơn V-League và đặc biệt có nhiều câu lạc bộ đủ năng lực cạnh tranh tại AFC Champions League. Sân chơi hàng xóm ấy lẽ ra có thể trở thành trường học tuyệt vời cho cầu thủ Việt khi xuất ngoại. Nhưng vì thiếu một định hướng nhất quán, bóng đá Việt Nam chưa tỏ ra mặn mà với giải Thái. Cái giá phải trả cho hàng loạt sai lầm ấy là tuyển Việt Nam 100% V-League ở ASEAN Cup 2023. Kết quả cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam ấy với Nhật Bản ra sao có lẽ chẳng cần nói thêm nữa. Đội tuyển Việt Nam chạy nước rút. ASEAN Cup 2023 là giải đấu quan trọng khi đội tuyển Việt Nam bước vào giai đoạn chuyển giao lực lượng và được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Philippe Chaussier. Trước thêm giải đấu, chiến lược gia người Pháp cùng các học trò chạy nước rút để hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng. Liên đoàn bóng đá Việt Nam tạo điều kiện tối đa cho huấn luyện viên Chaussier lựa chọn những gì tốt nhất cho đội tuyển Việt Nam. U23 Việt Nam dù không thi đấu nhưng vẫn hội quân sớm cùng đội tuyển quốc gia để ban huấn luyện đánh giá, kiểm tra năng lực cầu thủ. Sau quá trình chuẩn bị, đội tuyển Việt Nam có trận tổng duyệt và thua Kyrgyzstan 1-2, kết quả trận đấu không quan trọng. Nhưng cũng chỉ ra những hạn chế để huấn luyện viên Chaussier khắc phục cho các học trò, đặc biệt ở hàng thủ. Kyrgyzstan không được đánh giá cao, nhưng đội tuyển Việt Nam để thủng lưới hai bàn, xuất phát từ những sai lầm trong phòng ngự. Chưa kể, hàng công hoạt động chưa hiệu quả. Bàn thắng duy nhất đội tuyển Việt Nam ghi được vào lưới Kyrgyzstan thuộc về tiền vệ cánh Trương Tiến Anh. Theo quy định của Liên đoàn bóng đá châu Á, huấn luyện viên Chaussier phải loại 4 cầu thủ để chốt danh sách 26 cầu thủ dự ASEAN Cup 2023. Điều này đồng nghĩa, các cầu thủ phải nỗ lực hết mình để lấy được niềm tin của chiến lược gia người Pháp. Trong thời gian đầu của giai đoạn chuẩn bị cho ASEAN Cup 2023, huấn luyện viên Chaussier tập trung huấn luyện khả năng kiểm soát bóng cho các cầu thủ.
Nhưng có lẽ sau trận đấu với Kyrgyzstan, đội tuyển cần chú trọng cải thiện chất lượng phòng ngự. Đây là bài toán không dễ tìm lời giải cho ban huấn luyện lúc này. Không có những trụ cột như Đặng Văn Lâm, Quế Ngọc Hải, Đoàn Văn Hậu vì chấn thương là tổn thất lớn. Do đó, những hậu vệ được chọn như Đỗ Duy Mạnh, Phạm Xuân Mạnh, Võ Minh Trọng, Vũ Văn Thanh, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình, Phan Tuấn Tài phải hỗ trợ cho nhau tốt nhằm xây chắc hàng thủ. Chưa kể, những tiền vệ như Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Tuấn Anh, Trương Tiến Anh, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Quang Hải phải hoàn thành nhiệm vụ thu hẹp khoảng không chơi bóng của đối thủ. Trước khi nghĩ đến việc hỗ trợ tấn công, ASEAN Cup 2023 là khúc cua cho cuộc cách mạng mà huấn luyện viên Chausseur tạo ra với bóng đá Việt Nam. 9 tháng chuẩn bị kể từ lúc được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng là thời gian đủ dài để ông áp đặt triết lý của bản thân vào đội bóng. Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam vào để tứ kết ASEAN Cup 2019. Tại giải năm nay, mục tiêu đội đặt ra là tái lập thành tích cao hơn. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ không dễ dàng. Theo quy định, 12 đội xếp nhất và nhì của 6 bảng loạt vé vào vòng 16 đội, trong khi 4 đội xếp hạng 3 có thành tích tốt nhất tranh vé vớt. Xếp ở bảng D cùng Nhật Bản, Iraq và Indonesia, mục tiêu đi tiếp ở vị trí thứ 3 là khả dĩ với đội tuyển Việt Nam. Để cụ thể hóa điều này, Quang Hải và đồng đội cần thắng Indonesia hoặc Iraq để giành ít nhất 4 điểm. Có một sự trùng hợp, Iraq và Indonesia cũng là hai đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Đối đầu các đội bóng này tại Qatar mang lại nhiều điều cho thầy cho huấn luyện viên Chausseur. Trong trận đấu trên sân Mỹ đến cách đây không lâu, đội tuyển Việt Nam thua 0-1 trước Iraq ở những phút bù giờ. Lần tái đấu tới, đội tuyển Việt Nam phải nỗ lực hết sức để giành điểm trước đối thủ này. Bên cạnh đó, thắng Indonesia là nhiệm vụ bắt buộc. Đội bóng của huấn luyện viên Shin Tae-yong đang trong giai đoạn khó khăn khi có chuỗi 5 trận không thắng trên mọi đấu trường. Mới nhất là trận thua 0-5 trước Iran ở trận tổng duyệt. Với Nhật Bản, mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là hạn chế bàn thua. Samurai xanh hướng đến ASEAN Cup 2023 với những chiến thắng ấn tượng liên tiếp. Huấn luyện viên Hajime Moriyasu triệu tập đội hình rất mạnh phục vụ tham vọng vô địch. Những ngôi sao như Altanaka, Daichi Kamada, Kyogo Furuhashi không được triệu tập vì thiếu nhân tài. Hai ngày nữa, đội tuyển Việt Nam bắt đầu hành trình chinh phục ASEAN Cup 2023 bằng trận khai màn với đội tuyển Nhật Bản. Hy vọng huấn luyện viên Chausseur hoàn thiện bộ khung mạnh và chiến thuật hợp lý cho đội nhằm hướng đến kết quả tốt nhất.